Rồi, em xin chào tất cả anh chị cô chú nha. Giao lưu một phôi sam ngọc nha, hàng mini siêu lúa nha anh chị cô chú. Cây này nó cao từ cái mặt bầu lên khoảng 20 nha anh chị cô chú. Hoành anh chị cô chú soi lại móc tay giúp em nha. Hàng mini nha anh chị cô chú. Đây là bầu sữa dừa nha. Những chị chốt sống đây nha. Đây là những chị chốt sống. Rồi. Cảm ơn anh chị cô chú đã xem bài và ủng hộ.